Chào cả nhà nha. Hôm nay em thấy anh hai em ngủ ngoài trại, để em ra coi tìm cách nào phá anh hai em nha. Rồi để coi phản ứng của anh hai em với xem coi có phá được không nha. Cả nhà theo em nha. Gì vậy? Cậu Năm ở dưới kêu cắt cỏ. Em Năm cho cỏ dưới á. Cậu Năm 60 triệu, anh hai xuống anh hai cắt nha. Cậu Năm dưới hả? Dạ. Năm Mỹ hả? Dạ, cậu Năm Mỹ á. Ừ. Dưới ngủ dưới xíu anh hai cắt. Dưới gà nó đẻ chỗ đóng gom mười mấy trứng rồi. Gà nào? Gà vàng á. Đâu dưới hả? Đẻ mười mấy lần? Ba hộp. Để ông cục hình chi không gà nó nhảy hoài kiếm gà. Nhân hai nhớ xuống cắt nha. Ngủ một xíu rồi nha. Anh hai, nhìn không? Cậu Năm Mỹ có cho cỏ dưới á. Hồi nay rảnh xuống cắt cỏ khoảng 5-6 giờ chiều vậy. Nói nó gọi mà. Đúng rồi. Đấy gà kêu hai còn hả? Cái con gà bẻ chỗ đóng cơm mười mấy hộp á. Thì nãy nói gọi mà chưa được nói nữa. Nói nữa nói rồi. Mới ra mà. Thì nghe biết rồi. Nhớ nhà anh hai nhớ xuống nè. Cái này xuống cắt. Dạ. Là ngủ xuống trời. Dạ. Không sao mà. Chết rồi. Nhớ rồi mà. Không có đâu. Em vô nha. Few moments later. Anh hai, anh hai. Cái gì nữa vậy? Hồi nãy cậu Năm nói em là cho cỏ dưới á, nay xuống cắt cỏ. Ủa nãy mới nói gọt mà. Ừ, thì nãy nó gọi. Với cái gà anh đẻ chỗ đóng gom mười mấy hộp á. Mười ba hộp không? Ủa vậy? Sao nay biết? Con gà vàng không? Dạ. Nãy mày mới nói cái gọt luôn. Ủa, biết sao biết luôn vậy ta? Hay hay dữ à? Hay gì mà hay mới nói rồi hay gì? Nói lần này lần thứ ba rồi đó. Nói mới có ra lần nào đâu. Nói biết trước luôn hả? Hay dữ hả? Cái gì vậy đây cá? Không có ra đâu. Anh hai nhớ nha, nhớ xuống cỏ nha. Biết rồi. Thì hôm nay anh xuống cá. Anh hai ngủ tiếp đi. Nhớ nha, nhớ xuống nha. Em vô nha. Có gì hết trời. Gái nó kêu gõ càng hai lần rồi, lần này lần thứ ba rồi. Ủa mày đã ngủ mới ta. Ủa mày sao ngủ mới sao chân thật mà biết trước là có con gà mái với cái mái đẻ 13 chiếc chưa ta? Ủa? Nó có mơ đâu? Mở ta. Chút quỷ trời. Anh
không lẽ bây giờ mình mơ tới tương lai luôn sao ta? Mình bước trước tương lai trời. Đi gì đâu không? Mệt quá. Ngủ. Anh hai. Gì nữa? Cậu nắm nói dưới bố mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá. Cho cỏ. Cậu nắm nói cho cỏ. Con gà đẻ rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa sao anh hai biết được hả? Mày chơi tao cái gì? Mới nói mà. Cậu Năm nói gì từ nãy giờ mày nói tao nãy giờ lần này lần thứ tư rồi đó. Không mới ra mà. Cậu Năm mới cho con nãy, nói cho con nãy mà. Tầm giờ đi ngơi. Anh hai nói trước em luôn hả? Thấy ra mày thấy nãy mày mới ra đây mày nói với cậu luôn thấy gì vậy? Tao cũng người. Nhớ nha, năm sau chịu nhớ xuống nha, cắt cỏ nha. Xuống con khỉ nè, mày xuống mày cắt luôn đi. Mày sao nãy giờ kêu mấy lần rồi? Ôi mấy ra mà, mới kêu lần đầu hả? Lần con khỉ chứ mấy lần, nãy giờ mấy lần rồi đó, 4 lần rồi đó. Rồi ổ trong ổ gà có 13 trứng nữa, con gà vàng đẻ. Mày biết luôn. Ơ trời. Trời ơi trời, ngủ nghe con què gì đó kêu hoài luôn, xin ngủ. Không biết gì đâu. Mày giống mấy thằng không biết rồi đó. Làm sao giờ chèo xuống nha. Ngủ con khỉ gì nữa ngủ. Nãy giờ kêu có cái chục chắc là còn ngủ gì nữa ngủ. Mày biết gì đâu. Sao lại gì nữa. Mày đi vô sống, tao đi nơi. Mày biết gì đâu. Mày vô sống, tao đi nơi. Muốn nghe gì nữa. Sợ gì chứ. Ôi trời. Buồn ngủ nghe gì nữa ngủ. Sợ chứ. Cắt cỏ. Nãy nhìn nó 4-5 lần rồi cắt cỏ. Cắt mùi gà. Anh chưa nói đâu cắt cỏ. Mày mày đặt mày mày ra mày quá vậy. Ủa gà đẻ kẹo hà đó. Đẻ nhiêu đẻ không được đó chứ. Mày biết gì đâu. Đừng chống liền. Em không biết gì hết trơn á. Đi chống liền. Cho anh hai ngủ đi. Anh hai ngủ đi em đâu biết gì đâu. Phá hoài luôn á. Bữa nay tao bày đặt đâu mà phá chọc gì nữa trời. Em kêu cắt cỏ thôi mà. Đi chống đi. Cái nữa là tụi ký đầu mình luôn á. Có thùng dòi cho tao úp thùng dòi đầu mình luôn. Ông chống đi. Gà kêu cái nữa là chết liền nha. Nhớ cắt cỏ nha. Cắt thủy, mình cắt luôn. Anh hai. Chưa chịu vô nữa. Em đi liền nữa. Đi vô chống liền. Em đi liền, em đi liền. Ý nè bả cái nữa chết liền nha. Rồi dạ dạ em vô liền, em vô liền. Em phá được cái hai em rồi nha. Chúc cả nhà có một buổi sáng vui vẻ và nhiều thành công. Nhớ like cho em để em có động lực để em phá anh hai em tiếp nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.